thì Giờ ngày mùa mưa là đông thời điểm Việt đầu tiên Nam mình từ gọi là 8:30 và đến 10:30 tối, Houston từ 7:30 đến 9:30 sáng, New York từ 8:30 đến 10:30 sáng, Cali 5:30 đến 7:30 sáng và Paris 2:30 đến 4:30 chiều, Sydney 11:30 tối đến 10:30 sáng. Con cư ngụ tỉnh hạnh thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ hai ngày 28 tháng 2 năm 2022. Phật lịch 2565. Đề tài hôm nay: môn học Phật pháp cơ bản, phần 1, Đức Phật, bài 22, thời Thượng Tôn Chánh Pháp, do Thượng Tọa Giác Đẳng biên soạn và giảng dạy. Và phần mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh tập kinh lễ Tam Bảo, kính cung thỉnh Ngài. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian dạy, vô thượng điều ngữ, thiện nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, nhi lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nhà sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Nhà và tiếp theo chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Tuệ Siêu từ bi giám nhập cho bài học hôm nay, và chúng con thành kính cung thỉnh Ngài. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thiên Văn Điện Tử Phật. Kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, đối đến chánh pháp, thì chúng ta phải nói đến cái đặc tính, cái tính hướng thượng của chánh pháp. Đạo Phật không phải là một tôn giáo tín ngưỡng chỉ biết thờ phượng và tế lễ hay cầu nguyện. Mà Đạo Phật là một hệ thống giáo lý do vị chánh đẳng chánh giác như Đức Phật tuyên thuyết. Và những ai được thấm nhuần chánh pháp nhận được cái giá trị cao quý của lời Phật dạy thì trong cái sự ứng xử họ đã biểu hiện cái tâm tư của mình một người được thấm nhuần
chánh pháp, thì tâm tư của người đó sẽ bình tĩnh, bình tâm trước nạn. Hôm nay chúng ta sẽ nói, sẽ nghe nói về nàng Manrika, phu nhân của tướng quốc Ban Thu Lắc, một người thấm nhuần chánh pháp, thấy được giá trị của chánh pháp, thì người ấy không có bị cám dỗ bởi những cái danh, những cái lợi, dầu cho được lợi đắc bao nhiêu đối với họ cũng rất tầm thường, bởi vì họ đã thấp dần chánh pháp. Chúng ta sẽ nghe câu chuyện về nàng kỹ nữ Ambapali, một người mà thấm nhuần chánh pháp, thấy giá trị của chánh pháp, thì đối với người đó họ sẵn sàng từ bỏ những cái thứ mà được xem như là phù du của cuộc sống, dù đó là cái ngai vàng, người ấy cũng có thể từ bỏ được. Chúng ta sẽ nghe cái câu chuyện của đức vua Bhumibol Takasila. Hôm nay chúng ta học về ba câu chuyện đó. Thượng tọa Giác Lãng đã biên soạn và sẽ giảng giải. Bây giờ thì xin mời tu nữ Tịnh Hạnh cô đọc cho chánh văn của bài học, sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh thượng tọa giảng sư và thượng tọa Giác Lãng giảng bài học này. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú lần hai, chúng con thành kính tri ân hòa thượng Từ Siêu. Dạ, con xin phép được đọc bài. Phần 1, Đức Phật. Bài 22, thời Thượng Tôn Chánh Pháp. Một trong những sắc thái nổi bật khi Đấng Tôn Giác ra đời là thời đại chánh pháp cực thịnh. Khi chúng sanh nhận được giá trị cao quý của lời Phật dạy, thì trong sự ứng xử nói lên biểu hiện của tâm tư thấm nhuần đạo cả. Sự vĩ đại của chân lý không nằm ở ngôn từ hoa mỹ hay triết lý dông dài, mà chính ở thái độ lấy chánh pháp làm trọng. Không phải chỉ có vài câu chuyện như vậy tìm thấy trong Tam Tạng, mà thật nhiều giai thoại được ghi lại nói lên thời kỳ hoàng kim của chánh pháp. Bình tâm trước đại nạn. Khi người ta quá quan trọng cái tầm thường, thì có nghĩa là không có cái cao quý hơn để hướng tới. Ngay cả khi cuộc sống đối diện với khổ nạn, nhưng tự tâm đang sống với chánh hạnh, chánh pháp, thì không vì những biến động mà chao đảo, có thể mượn câu nói của thế gian với chút ít thay đổi, lấy lửa để thử vàng, gian nan thử đạo tâm. Phải trải qua thực tế mới thấy được tâm tư đã hấp thụ Phật pháp đến mức độ nào. Học được Phật pháp là điều không dễ, trình bày những điều đã học khó hơn, nhưng sống với Phật pháp qua những cơn bị cực chính là điều hiếm hoi trong đời. Chỉ có những người con Phật thật sự hiểu và sống với lẽ thật mới bình tâm trước những biến động trực tiếp của cuộc sống, như khen, chê, vui, khổ, đặng, thất, vinh, nhục. Ban Chu Lá Manrika là phu nhân của nguyên soái Ban Chu Lá. Trong một ngày hữu duyên cúng dường thực phẩm đến đại chúng tỳ kheo, thì được hung tin từ xa gửi về. Hôm đó, Chư Tăng đến nhà thọ thực, có hai vị thượng thủ tinh văn là Sariputta và Tôn giả Moggallana dẫn đầu. Trong lúc phu nhân Panchula Manrika đang tự tay cúng dường thực phẩm, thì một gia nhân làm lỡ tay làm bể một cái tô quý đựng bơ loãng. Trước sự việc ấy, Tôn giả Sariputta nói lên một câu ngắn về bản chất vô thường để mọi người bình tâm. Phu nhân Ban Chu Lá liền móc trong túi ra một bức thư ngắn, trong đó báo hung tin chồng bà và tất cả các con yêu quý đã bị thảm sát mặt trận. Bà cũng thưa rằng bản thân vốn rất hiểu sinh tử, vốn dĩ khó tránh, nên toàn tâm chu tấp phước sự trai tăng,
Bà cũng xin có vài lời nói với mọi người trong nhà là sống chết vốn do nghiệp quá khứ, và mong tất cả người trong nhà đừng vì thế mà sầu khổ hay oán thù. Tôn giả Sariputta khen ngợi tâm đạo thuần cố của phu nhân, và Ngài đã nói lên một pháp thoại ngắn về hệ lụy của sanh tử và tịnh lạc của Niết Bàn. Khi kiều nữ nàng đại gia, tiền bạc là huyết mạch của cuộc sống, đó là thường tình thế gian. Điều này đậm nét hơn trong cuộc sống phồn hoa mà tiền rừng bãi bạc là nguồn cung ứng tối cần. Không phải chỉ có thời đại hôm nay mà từ ngàn xưa ở tất cả đô thị sầm uất thì đồng tiền luôn chứng minh sức mạnh gần như tuyệt đối. Amapali là một danh kiệt của kinh đô Wesali, nổi tiếng về sự kiều mị và cao sang. Nhưng những vương tôn công tử hoặc phú gia muốn qua đêm với nàng phải chi một số tiền lớn. Cuộc sống nhung lụa ấy gắn liền với tiền và tiền. Với hình ảnh như vậy, ít ai nghĩ có một ngày mà vật chất tiền bạc đối với nàng trở nên vô nghĩa. Được tin bậc đại giác đến Vesali, kỹ nữ Amapali đến đảnh lễ nghe pháp và cung thỉnh Đức Phật cùng đại chúng tỳ kheo đến nhà hôm sau để cúng dường trai phàn. Khi nàng rời pháp hội với tâm tư ngập tràn hoan hỷ nghĩ tới Phật pháp, nghĩ tới phước sự hôm sau, thì gặp những hòa tử Lichavi đang đi ngược đường. Được biết Amapali đã cung thỉnh Đức Phật và chư tăng cúng dường. Ngày mai thì những hoàng tử đề nghị nàng dường lại phước ấy với số tiền 100.000 đồng vàng. Amapali từ chối và nói rằng dù có đem cả kinh đô Vesali để đánh đổi phước sự này thì nàng cũng không dừng lại. Sự khẳng khái khiến những hoàng thân hụt hẫng. Hôm sau lại cúng dường tổ chức mỹ mãn. Sau đó, Amapali cúng dường cơ ngơi của mình lên Đức Phật và chư tăng biến thành tịnh xá. Nàng cũng từ bỏ nếp sống phồn hoa, dứt dòng tục lụy và đoạn tận luôn cả hành trình tử sanh trong ba cõi. Đạo cả quý hơn ngai vàng. Giữa cuộc tranh danh đoạt lợi, có lẽ ít thứ nào mà con người thấy vĩ đại hơn ngôi vị đế vương. Làm vua thì gần như có tất cả. Uy quyền, của cải, danh vọng nên khiến người thấy ngai vàng là cao trọng tuyệt đối. Thế nhưng trong dòng lịch sử nhân loại cũng từng của những vương quân từ bỏ ngai vàng vì đạo giải thoát. Trong thời hoàng kim của chánh pháp thì điều này nói lên sự cao cả của chân lý tối thượng, đó là niềm khích lệ lớn cho những ai hướng cầu giác ngộ. Bhukkhusati, vua của xứ Takasa, là hình ảnh của một bậc xuất trần thượng sĩ. Vị vua này cùng với vua Bimbisara xứ Magadha, cả hai như bạn thân giao dù xa cách nghìn trùng. Có một lần, vua Bhukkhusati nhận được một món quà do vua Bimbisara gửi tặng. Món quà đó là những thẻ vàng với những Phật ngôn khắc chạm tuyệt mỹ. Đọc những lời Phật dạy, vua Bhukkhusati thấm thía ý nghĩa cao vời của đời sống phẩm hạnh. Nhà vua là một quyết định bất phàm, là nhường lại ngai vàng và xuất gia theo đạo Phật. Bất chấp mọi ngăn cản, kêu khóc từ quần thần và hoàng tộc vẫn cương quyết thoái vị. Tự thí phát và với đôi chân trần, con người thoát tục ấy lên đường về Rajagaha, Thế Tôn học đạo. Thần dân bệnh rịnh đi theo một quãng đường dài mà không chịu về, Bhukkhusati đã dùng gậy vạch một lằn ranh dứt điểm ngang đường, cuối cùng đã có thể ra đi một mình. Đến Rajagaha, Bhukkhusati được một chỗ tạm trú qua đêm trong ngôi nhà chứa cỏ của một nông dân. Đêm ấy, Đức Thế Tôn đã đến và tạm trú chỗ ấy. Hai tâm hồn vĩ đại cùng thiền tọa trên thảm cỏ. Sau canh giờ, Đấng Pháp Vương đã lên tiếng và đề nghị chia sẻ đạo màu với vị quân vương bỏ ngôi. Khi Pháp chấm dứt, Bhukkhusati giác ngộ và nhận ra người nói Pháp cho mình chính là Phật. Trong cảnh giới siêu tuyệt, chánh Pháp không cần nhãn hiệu hay danh nghĩa mà chính ở cái giá trị khai tâm tịnh trí. Biên soạn giáo trình và giảng dạy tỳ kheo giác đẳng, và chúng con thành kính cung thỉnh tuần
những bài giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ, con kính cung tịnh Ngài. Thầy ạ, dạ kính bạch thượng tọa giác đẳng, chúng con đã nghe hết nghe được tín hiệu của thượng tọa, và chúng con kính cung thầy bà cầm mic trở lại ạ. Dạ xin lỗi, quý vị nghe được không? Dạ, dạ xin lỗi quý vị. Nam mô Bụt Thầy. Kính đại lễ hòa thượng Từ Siêu, đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về một đề tài mà qua đời ẻ cần một chút lắng động tâm tư để cảm nhận. Chúng ta đưa tâm tư của chúng ta trở về với một thời đại khi mà Đức Tôn Sư xuất hiện ở đời mang chánh pháp vi diệu hoằng hóa độ sinh. Khi ánh sáng của chánh pháp được tỏ rạng thì có rất nhiều người cảm nhận, lãnh hội một cách sâu sắc. Trong sự lãnh hội chánh pháp, những con người này đã có cho thấy cái giá trị thực sự của chánh pháp, không phải là qua sự quảng cáo, không phải là qua những cái hình thức đồ sộ ở bên ngoài, mà chính ở sự ứng xử, sự lựa chọn và thái độ sống. Mặc dù có thể là rất là đơn giản, mặc dù chỉ là một chi tiết trong một câu chuyện, nhưng mà qua đó cũng cho chúng ta thấy sự tôn quý. Không có một ngôn từ nào có thể nói hết đối với chánh pháp. Khi mà một người thật sự hiểu. Thứ vì chúng ta đang sống trong một thời đại mà đôi khi chánh pháp được người ta dùng đem ra để đổi lấy lời đắc. Người ta quảng cáo những cái phước sự, những đạo tràng, những công trình xây cất chỉ mang một mục đích là thu góp tiền bạc, không hơn không kém. Chúng ta sẽ rất lấy làm hổ thẹn khi mà nhân danh Phật pháp, nhân danh những giá trị thiêng liêng chỉ có một mục đích là kêu gọi tiền bạc. Những hình ảnh đó hoàn toàn ngược lại với thời hoàng kim của chánh pháp, mà Đức Thế Tôn đã nhiều lần Ngài từ chối sự cúng dường và dạy rằng chư Phật không khó nhận sự cúng dường do thuyết pháp hay đọc kệ. Không phải chỉ có Đức Phật mà chúng ta còn đọc lại rất nhiều hình ảnh của những đệ tử Phật. Có những vị như Ngài Rathapala đi xuất gia rồi về nhà cha mẹ đã ra lệnh mở kho, đem vàng bạc châu báu chất thành từng đống ở trong nhà. Vàng bạc châu báu mà chất từ đống là chúng ta biết bao nhiêu là của cải.
Thế nhưng mà Ngài đã có một thái độ, một thái độ rất rõ ràng là những điều đó, đó, những thứ đó đó, nó không mang lại sự an lạc thực sự, và thậm chí còn gây ra đau khổ. Chúng ta nghe câu chuyện của một công tử xuất thân từ gia đình có, và cuối cùng ngay cả đôi giày bằng vàng của mình cũng đã bỏ lại sau lưng để đến đảnh lễ Đức Phật, đi tìm một cái gì đó có giá trị chân thực. Chúng ta cũng nghe những câu chuyện mà thưa quý vị, Rahula là đứa con lên 7 tuổi của Thái tử Siddhartha Yashodhara. Mới 7 tuổi mà đã theo Đức Phật để xin thừa kế gia tài. Và Đức Thế Tôn đã quay sang nói với tôn giả Sariputta: Như Lai sẽ trao cho đứa con tài sản của Bậc Thánh. Có lẽ Phật giáo đã tồn tại trên thế gian này rất lâu. 25 thế kỷ là một thời gian rất dài. 2.800 năm đó rất là may mắn cho chúng ta, chánh pháp vẫn còn tồn tại. Rất may mắn cho chúng ta, tam tạng kinh điển vẫn còn được lưu lại cho hậu thế. Thế nhưng không khó ít những trường hợp mà chúng ta thấy rằng ngày hôm nay chúng ta quá quan trọng vật chất, có quan trọng những hình thức ở bên ngoài. Thậm chí thưa quý vị, chúng tôi sống ở tại Mỹ nước, có rất nhiều trường hợp ở trong một ngày lễ đó, người ta bỏ ra rất ít thời giờ để tìm hiểu ý nghĩa tại sao Đức Thế Tôn ra đời, tại sao chánh pháp được tuyên lưu, những giá trị chánh pháp là gì. Nhưng mà thay vào đó thì người ta quảng cáo thật nhiều những chương trình văn nghệ, người ta nói thật nhiều về những cái sinh hoạt vui chơi. Nó đơn giản một điều là khi mà đề cập đến cái gì mà thuộc về tu tập, thuộc giá trị của chánh pháp, thuộc những hình ảnh thiêng liêng nhất, thì điều đó, đó nó không có thu hút được quần chúng nhiều. Nhưng mà văn nghệ, nhưng mà hội chợ, như là một cái ngày lễ hội ồn ào, thì nó có sức hấp dẫn đặc biệt. Chúng ta nói không phải để trách người tổ chức, chúng ta nói không phải chê người tham dự, nhưng mà chúng ta nói đó để hiểu một cái thực trạng là rất thường khi trong cuộc sống ngày hôm nay, giá trị của chánh pháp không được chúng ta cảm nhận, thể hiện một cách đúng mức. Và do vậy, đừng trách chi tại sao ta đau khổ. Bởi vì nói thì nghe nó kỳ, nhưng mà chúng ta theo ma nhiều hơn theo Phật. Ở đây thưa quý vị, có thể là một cái nhân duyên rất là đặc biệt trong một cái lớp học Phật pháp, mà mỗi mỗi chúng ta ở đây, dù là chư tăng hay Phật tử, không có một điều gì để chúng ta có mặt hôm nay ở tại đây mà phải bận lòng vì tiền bạc, bận lòng về vật chất. Để chúng ta có mặt hôm nay, để chúng ta cùng nhau nói về những cái gì mà cao quý nhất, đẹp nhất cổ đại, khi Đức Tôn Sư, Đức Thế Tôn trụ thế, sự ra đời của một vị chánh đẳng chánh giác, nó luôn luôn đi theo là thời hoàng kim của chánh pháp. Chánh pháp lúc đó được trân trọng hơn là ngọc ngà châu báu,
chánh pháp lúc đó được nhiều người quy ngưỡng, bỏ mặc những phù du của danh lợi. Có thể là chúng ta đọc lời bài và câu chuyện không cảm nhận được hết, nhưng mà nếu chúng ta có thời giờ đọc kỹ thì chúng ta thấy rằng đúng là thời kỳ chánh pháp cực thịnh. Có cái gì quý hơn đạo chứ? Đạo giác ngộ đó Đức Thế Tôn đã bỏ cả ngai vàng đế nghiệp, bỏ lại sau lưng tất cả những người thân để lên đường tìm ra con đường trung đạo, những đức hộ giải thoát. Ánh đạo vô đó được thắp sáng sau 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp, một thời gian gần như thiên thu bất tận, để tu tập, để tự ngộ. Và cái gia tài chánh pháp đó đã được những trưởng tử của Đức Như Lai thừa kế. Các vị xuất gia xuất thân từ những gia đình cao cả như là Ngài Sariputta, như Ngài Moggallana, như là Tôn giả Rattapala, như Tôn giả Yasa, Tôn giả Ananda, nhiều nhiều người. Chúng ta được nghe hình ảnh, nghe nói về hình ảnh của những vị công nương sống ở trong nhung lụa mà tự cạo tóc, đắp áo cà sa, đi chân trần, đi từ Kapilavastu đến Vesali chỉ để mong một điều thôi, là được xuất gia sống trong giáo pháp. Chúng ta nghe những hình ảnh của những vị cư sĩ lấy vàng ra để trải, đi mua đất để làm gì? Để xây dựng đạo tràng. Đạo tràng tôn quý đến như vậy, chánh pháp cao cả như vậy, bỏ vàng ra không tiếc, đến đổi mà thấy thì chê tá. Thế mà Anathapindika đang còn nghĩ rồi, ông hỏi rằng có phải là giá bán quá cao phải không? Anathapindika trả lời là không phải, tôi đang nghĩ là nên lấy vàng từ kho nào. Vàng lúc đó không phải là rẻ, nhưng mà với những vị mà đã thấy được giá trị của chánh pháp thì thực sự vàng bạc nó có nghĩa gì đối với giá trị cao quý của chánh pháp. Những câu chuyện như vậy đó, nó là trùng trùng như là sóng của biển cả ập vào bờ. Chúng ta tìm thấy rất nhiều ở trong ba tạng kinh điển. Và nếu ta đọc, chúng ta cho phép mình được tắm gội ở trong những cái cơn sóng trào đó, cho phép mình được đưa tâm tư của mình trở về với cái thời kỳ hoàng kim của chánh pháp, thì chúng ta thấy tuyệt đẹp. Lúc đó chánh pháp thật sự cao quý, không phải cao quý qua ngôn từ hoa mỹ, không phải cao quý qua cái chuyện mà sơn son thép vàng của những ngôi chùa to Phật lớn ngày hôm nay, mà chánh pháp được những con người cảm nhận, lắng nghe, lãnh hội, đem vào lòng, thể hiện cuộc sống. Thời đó chánh pháp thật đẹp, thật cao quý. Quê đi tập băng, quê như hy tí, quê đi tập bù, quê như hy tí. Pháp được tỏ ngộ, lãnh hội bởi người có trí. Người có trí mà gặp chánh pháp như là kình ngư ra biển cả, không có lý do gì mà đem chánh pháp để đổi lấy những cái tầm thường. Tất cả những thứ khác, cái mà trần gian nghĩ rằng khó tìm, khó được, đó là danh, là lợi, là bạc, là tiền, là đủ thứ hết. Đối với các bậc cao nhân đó thì không có cái gì của vật chất mà có thể so được với chánh pháp. Chúng ta phải đọc, lắng tâm và đưa cái tâm thức của chúng ta trở về với thời kỳ vàng sâu của chánh pháp đó, thì
thì chúng ta mới cảm thấy rất hạnh phúc, cảm thấy rất hữu duyên, hữu hạnh. Ngày hôm nay chúng ta vẫn còn có cái may mắn đọc từ trang kinh, đọc từ dòng chữ. Và thưa quý vị, có khi chỉ là một câu kệ rất ngắn thôi, nhưng mà nó rất đẹp. Ví dụ như là ngày hôm qua chúng ta học về Thánh Pháp, nói về một số các cái duyên hệ. Thưa quý vị, có nhiều khi chúng ta nghe như là một bài giảng, ở trong nhiều lớp giảng ở các sở trường, hay là trước đó chúng ta nghe Kinh Tương Ưng, Đức Phật dạy một câu kệ rất ngắn đối với ác ma, và một lời huấn thị cũng rất ngắn, lời huấn thị đó cho chư tỳ kheo. Khi mà Ngài dạy rằng cuộc sống thì ngắn ngủi, kiếp nhân sinh thấy như vậy mà không có dài, do vậy hãy làm các thiện sự và sống phạm hạnh. Thì thưa quý vị, những cái lời dạy đó có lẽ đối với nhiều người không có gì là quý, tại vì nó có quá nhiều. Đừng nói chi tới Tam Tạng, nó một tạng kinh thôi cũng đã quá nhiều. Đừng nói chi tạng kinh, chỉ riêng bộ kinh Pháp Cú thôi thì chúng ta đã tìm thấy quá nhiều. Cái gì nhiều quá thì nó không có quý được. Con mà sanh trong gia đình giàu có, coi đồng bạc rất là rẻ rúng, rất rẻ rúng. Chúng ta không còn nhớ tới thời của các bậc cao sĩ mà tự gieo mình xuống, gieo mình xuống miệng của dạ xoa để làm gì? Để xin nghe được một cái lời dạy của chân pháp, của chánh pháp, của thiện pháp. Chúng ta không còn cảm nhận được cái hình ảnh của một vị quân vương bỏ gai vàng mà sau nhiều năm khổ hạnh khắc nghiệt cuối cùng tìm ra cái ánh sáng của trung đạo. Ngày hôm nay chúng ta có thừa. Cũng như có đôi lần, thưa quý vị, chúng tôi nhắc lại một chuyện tầm thường hơn là cái chuyện chúng tôi đang nói. Đó là ngày hôm nay mỗi ngày chư tăng, kẻ Đông người Tây, kẻ Nam người Bắc, quý Phật tử cũng vậy, có một buổi sáng vào trong rung mà được dịp nghe Kinh Phật, trình bày Kinh Phật, suy nghiệm Kinh Phật, cùng nhau ngồi nghe, cùng nhau thảo luận. Chúng thấy những cái bình thường, không có chuyện gì, không có chuyện mà quá đặc biệt, quá cao quý về chuyện đó. Nhưng mà thứ vì bản thân của chúng tôi là một vị tu sĩ đó, chúng tôi sống, chúng tôi biết rằng có rất ít đạo tràng, có rất ít cơ duyên. Và những người con Phật, biệt là những vị xuất gia, những vị mà có trách nhiệm về chùa chiền, trách nhiệm này, mỗi ngày, buổi sáng hay buổi tối, có thể cùng nhau ngồi lại để mà đọc đạo, cùng nhau để ngồi lại để chia sẻ những điểm này, điểm kia về Phật Pháp. Thật ra điều đó cũng hiếm có, nhưng mà chúng ta ít khi nhận ra điều này. Điều đó đã ít rồi, còn cái chuyện mà đem Phật Pháp một trong lòng và sống với Phật Pháp, sống một cách lợi lạc, sống một cách thực dụng, sống một cách chuyển hóa, sống với chánh pháp trong từng hơi thở, trong từng dòng huyết mạch của mình, không phải dễ đâu, không phải dễ. Chúng ta rất ít khi để có thể sống như vậy, cảm nhận như vậy, thể hiện như vậy. Thật ra thì những hình ảnh của các bậc thấm nhuần lời Phật dạy đó thì có rất nhiều trong kinh điển, nhiều lắm. Chúng ta ngồi không biết kể khi nào cho hết. Thì hôm nay chúng ta tạm mượn ba hình ảnh tiêu biểu cho ba cái trường học, và từ ba trường học này chúng ta có phần nào để tìm lại con đường xưa
mà Đức Phật và các bậc thánh đã đi. Con đường đó cho chúng ta những hình ảnh của các đệ tử Phật, và đúng nghĩa là đi theo dấu chân của Ngài, đúng nghĩa là hành trì lời dạy của Phật. Câu chuyện đầu tiên là của phu nhân Malika, là vợ của tướng quốc Mathula. Bà là một người có nhiều đạo tâm, và việc làm phước đối với bà là chuyện gần như là có rất thường. Ngày hôm đó bà đã thỉnh chư tôn đức tăng già về nhà để cúng dường trai phạm. Và trong bữa cúng dường này có sự hiện diện của nhiều vị thượng văn, đó là tôn giả Sariputta, tức tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mokkalana, hay chúng ta được biết là tôn giả Bục Kiệt Liên. Có lẽ là những người nào mà đã từng làm phước rồi thì mới hiểu cái giá trị khi mà chúng ta cúng dường đến Đại Tăng, và với cái tâm vô phân biệt tín thì cúng dường đến Tăng già. Và những người nào mà thực sự hiểu Phật Pháp thì sẽ cảm thấy rằng đó là một việc thiêng liêng như thế nào khi mà trong đại chúng tỳ kheo đó có hiện diện của các bậc thánh, và hơn nữa là những bậc đại thánh như là tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiệt Liên. Phu nhân Malika đã cúng dường bằng tất cả tâm thành, tất cả sự cung kính, tất cả sự trang trọng. Và bất chợt thì một gia nhân đi theo bà bưng một cái thố đựng bơ loãng, chúng ta gọi là ghi đấy. Lại đây người Ấn Độ đôi khi họ ăn với bánh mì hay là một vài thứ thực phẩm họ chan lên một chút. Thì có lẽ là vì sự bất cẩn nên người gia nhân đó đã đánh rơi cái thố đựng bơ đó. Mà dĩ nhiên là cái thố mà dùng ở trong căn nhà, ở trong cái dinh của vị tướng quốc á, phải là cái thố rất là tốt, rất là sang cả. Mà như là một điều tự nhiên, trước cái sự việc mà một cái người làm ở trong nhà mà làm bể như vậy, thì tôn giả Xá Lợi Phất ngồi đó vì cái tâm bi mẫn đối với cái người đã lỡ đánh rất cái thố đựng bơ loãng, cũng như là Ngài cũng muốn mọi người trong gia đình không có vì cái chuyện đó mà sanh ra cái phiền não giữa một cái phước sự rất là thiêng liêng. Nên nói về sự vô thường của các pháp. Cái vị thí chủ là phu nhân Malika, khi được nghe tôn giả nói như vậy thì không phải bà muốn khoe, mà bà chỉ muốn trình với tôn giả một điều rằng quả thật là bà rất là bình tâm. Bà móc từ trong túi mình ra một cái thư báo, và trong cái thư báo đó từ mặt trận gửi về cho biết rằng tướng quốc Mathula, chồng của bà, cũng như những đứa con yêu quý của bà, ở trong kinh đó thì 32 người con và tất cả đều là văn võ song toàn, bị chết vì một cái lời xàm trấu của một vị viên quan ở triều đình. Cái chết giống như cái chết của Nhạc Phi vậy. Thì thưa quý vị, bà trình bày với tôi là chồng và con của con đã tử nạn và con nhận được tin tức mới nhận đây. Nhưng mà con vẫn toàn tâm để
thực hiện cái phước sự hôm nay. Và bà cũng xin phép tôn giả để có một vài lời đối với những người trong gia đình là tướng quốc đã hy sinh và tất cả những người con trai cũng đã bị chết. Nhưng mà chúng ta hiểu Phật Pháp cần ý thức được rằng mỗi người có nghiệp riêng và cái sống cái chết nó do cái nghiệp quá khứ. Đừng vì chuyện này mà khởi tâm hốt hoảng, hận thù, quan trái với bất cứ ai. Nói rồi thì bà tiếp tục cúng dường. Thật ra thưa quý vị, đó là một hình ảnh chấn động đến tâm thức của tất cả những người hiện diện, ngoại trừ các bậc thánh. Nhưng mà các bậc thánh thì các ngài thấy rõ rằng vị thí chủ này, con người này quả thật là hiểu đạo, hiểu rất sâu, hiểu rất là tới. Và sau cái buổi trai tăng đó, Tôn giả Xá Lợi Phất đã nói lên một pháp thoại về cái hệ lụy của kiếp nhân sinh và cái hạnh phúc của tịnh lạc niết bàn. Rồi ngài trở về chùa Kỳ Viên. Thứ gì câu chuyện được biết là như vậy. Nhưng mà ở tại đây thì để lại cho chúng ta một cái hình ảnh rất là đáng nhớ. Là cái kiến thức, sự hiểu biết về Phật Pháp của mỗi chúng ta nó là một lẽ mà thấm nhuần ở trong tâm tư và từ đó trở thành một phần của đời sống, nó lại là một lẽ khác. Đừng nghĩ rằng chúng ta hiểu Phật Pháp mà chúng ta có thể bình tâm trước mọi sự, không khéo suy nghiệm, không khéo đem vào lòng, không khéo tu tập. Thì thưa quý vị, trước những cái mất mát, trước những khổ nạn, chúng ta có những phản ứng rất là manh động, có những phản ứng rất là hốt hoảng. Đức Phật ngài có dạy ở trong Trung Bộ Kinh, một vị tỳ kheo mà có đầy đủ tứ sự, cuộc sống tương đối là không thiếu thốn, mà vị đã tinh tấn tu tập, thì khoan nói rằng vị đó là vị đã thật sự kiên trinh với chánh pháp, với sự thực hành, với đời sống phạm hạnh. Thì đến khi nào vị đó trải qua sự thiếu thốn gian khổ nhưng mà vẫn một lòng tu tập, thì Đức Phật mới dạy đó chính là vị sống với chánh pháp. Con người chúng ta trong cuộc đời, thưa quý vị, khó có thể tránh khỏi những lúc mà mình trải qua những cái khổ nạn, nào là bệnh tật, nào là chuyện thăng trầm của cuộc sống, nào là những cái mất mát, mà đôi khi có những mất mát lớn nữa. Nhưng mà những lúc đó đó, nếu chúng ta nhớ lời Phật dạy và tự hỏi là những điều này nó có khiến cho chúng ta bị chao đảo, khiến cho chúng ta bấn loạn, khiến cho chúng ta rời xa cái bóng mát của chánh pháp không? Nếu lúc đó chúng ta chỉ nhớ đến những mất mát, chỉ nghĩ đến tài sản, chỉ đến những gì mà nó vượt khỏi tầm tay của mình, và chúng ta phản ứng bằng một thái độ rất là phiền não, thì chúng ta nên nhớ rằng đúng là
chánh pháp còn ở ngoài da, thậm chí chưa chạm đến da, chúng ta đừng nói là đã đi vào trong lòng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Đức Thế Tôn đã dạy về sự quán tưởng. Đức Thế Tôn đã dạy về cái bản chất của đời sống. Đức Thế Tôn dạy chúng ta nên có một sự chuẩn bị trước những cái đổi dời, trước những cái vô định, trước những cái tai qua bay họa gửi trong cuộc đời. Mình học Phật Pháp đến đâu, mình nói Phật Pháp hay đến thế nào, mà gặp những chuyện không vừa lòng, mà sanh tâm phiền não, sanh tâm hận, gặp những chuyện mất mát, mà chúng ta dao động, chúng ta nói theo người đời gọi là bấn xúc xích, tức là chúng ta cảm thấy trong tâm tư náo loạn lên, thì đó là dịp để chúng ta tự biết, tự nhận ra rằng à, thấy như vậy thì chúng ta thâm nhuần chánh pháp lắm. Mình phải trải qua những cái khó khăn, trải qua khổ nạn, và lúc mới tự hỏi rằng chúng ta có thực sự thừa hưởng được cái gia tài của Đức Phật, chúng ta có thực sự đem chánh pháp vào trong lòng, và chúng ta có thực sự yên tâm trong cái việc thực hành lời Phật dạy hay không. Đó là một thử thách rất lớn, thử thách rất lớn. Chúng tôi có nói cái điều là người đời hay nói là lửa thử vàng, nói vàng thử đại lòng đàn bà, đem đàn bà thì lòng đàn ông chẳng hạn, người ta nói người đời như vậy. Nhưng mà chúng ta người Phật tử đó, chúng ta lấy lửa thử vàng, lấy cái sự gian nan để trắc nghiệm sự tu tập của chính mình. Lúc đó thì chúng ta mới thấy được là mình có học Phật Pháp, nhưng mà chúng ta có nhớ Phật Pháp không? Ở trong cái khổ nạn đó, trong giai đoạn khó khăn, chúng ta nhớ Phật Pháp không? Và khi chúng ta nhớ Phật Pháp thì chúng ta có thể đem Phật Pháp vào trong lòng được không? Đem Phật Pháp trong lòng, chúng ta có thể dùng tâm tư của chúng ta với Phật Pháp hay không? Mỗi một bước đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Có nhiều khi chúng ta nói đó, có nhiều khi chúng ta trên một cách rất là logic, một cách rất là bạch lạc về Phật Pháp. Nhưng mà đụng chuyện thực tế thì chúng ta cũng nghiêng ngả, dao động. Thì mình phải đặt câu hỏi là mình có thực sự trân trọng Phật Pháp, có thực sự là tin vào lời Đức Phật dạy hay không? Một câu chuyện rất đẹp, thưa quý vị. Một câu chuyện rất là đẹp. Mặc dù nghe thì như là một bi kịch, như là một chuyện rất là đau lòng. Nhưng mà thực sự trong cái bi kịch đó, đó nó lại là một hình ảnh rất đẹp. Khi một gia nhân đánh vỡ một cái thố đựng bơ, một cái thố rất đẹp. Vì thí chủ đã bình tâm rồi, nhưng mà chẳng như vậy còn trình bày là con vừa nhận được khung tích. Quý vị tưởng tượng là một phu nhân, chồng bị làm tướng quốc, chồng bị chết, con bị thảm sát, và do cái lời sàm tấu những gian thần ở trong triều, thì chúng ta hiểu được là nếu một người đàn bà không phải có nghị lực phi thường, nếu không phải là một người Phật tử mà có cái tâm tư mà lấy Phật Pháp làm trọng, đặt chánh pháp trên hết, thì thật sự khó có cái thái độ như là phu nhân của tướng quốc Bành Thủ Lát. Khó lắm, rất khó. Rồi chúng ta lại nghe một câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này, thưa quý vị, không biết vì lý do gì đó mà đã trở thành một trong hai câu chuyện lưu lại cho hậu thế và để lại rất là nhiều những cái công trình điện ảnh ở bên Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan á. Người ta thường lấy những tác phẩm kinh điển của Kim Dung
là anh hùng xạ điêu, hay là lục bạch thần kiếm, hoặc giả là cô ấy đồ lông phân phật, để chuyển thành phim. Không phải một lần mà rất nhiều lần, người ta xem đó là tác phẩm kinh điển. Thì ở tại Ấn Độ, nếu quý vị nào quen thuộc, thì hai câu chuyện mà người Ấn Độ họ thường nhân thành phim ảnh, và dường như họ đặc biệt có cảm hứng, đó là hình ảnh của một tướng cướp cuồng sát Angulimala quăng bỏ hung khí địa thành Phật, và câu chuyện kỹ nữ Amapali đã rời bỏ cuộc sống phồn hoa để trở thành một đường tu và thành tựu chánh trí giác ngộ giải thoát. Hai câu chuyện này được người Ấn Độ nhắc, và họ vẫn nói đến tên Angulimala, vẫn nói đến tên Amapali. Nhưng mà đôi khi, trước khi mà Phật Pháp thịnh hành, trước khi nền giáo dục của Ấn Độ mà cho họ biết đó là câu chuyện phát xuất từ Phật Pháp, thì họ kể lực như câu chuyện cổ tích. Họ cũng nhắc tới tên gọi đó, mà họ nghĩ rằng chánh pháp hay là đạo có cái khả năng để chuyển hóa con người, và đã có nhiều tác phẩm điện ảnh, nhiều cuốn phim dựa trên hai câu chuyện này, và phần lớn là rất là thành công. Do vậy họ cứ tiếp tục sản xuất. Thứ vì câu chuyện mà chúng ta nói đó là một kỹ nữ tên Amapali. Bởi vì người ta lượm nàng khi còn là một hài nhi sơ sinh ở gốc cây xoài, do đó đặt tên là Amapali. Không ai ngờ rằng đứa bé dường như bất hạnh đó lớn lên trở thành một yêu nữ rất đẹp. Và do cái hoàn cảnh xã hội bây giờ, nàng trở thành một kỹ nữ mà lại là một danh kỹ, nổi tiếng cả hai phương diện là sắc đẹp cũng như là tài năng. Ngoài cái nhan sắc mà người ta gọi là nghiêng thành lỗ nước, thì nàng còn có nhiều cái tài nghệ của một kỹ nữ: ca hát, nhảy búa, vân vân. Và lúc bây giờ thì những người khách của nàng đó là những vương tôn công tử, những phú gia, mà thậm chí là có những vị vua chúa nữa. Những người đàn ông đến với nàng thường là trả một số tiền rất lớn, một số tiền mà khó có thể tưởng tượng được. Mặc dù cuộc sống thời bấy giờ cũng rất là phồn thịnh. Thứ thì Kinh Mahaparinibbana đã ghi lại một câu chuyện là lần đó nàng được nghe Đức Thế Tôn về Vesali và đã đến diện kiến, đến nghe Pháp. Và khi nghe Pháp xong thì nàng phát tâm tam bảo mạnh mẽ, và rồi đã cung tịnh Đức Thế Tôn và Chư Tăng ngày hôm sau về tại cái biệt thự của mình để cúng dường trai phạm. Nghe đã hoan hỷ rồi mà được Đức Thế Tôn và Chư Tăng, Đức Thế Tôn dẫn lời đi cùng với đại chúng tỳ kheo đến nhà dùng cơm nữa, thì trong lòng tràn ngập niềm hoan hỷ. Ngày lên xe xong mã của mình để đi về nhà, thật ra thì lúc đó Đức Thế Tôn đang ở trong cái vườn xoài của nàng. Vị nào mà nghe câu chuyện ở đi Ấn Độ đó và có đến ở vườn xoài thì biết rằng người Ấn Độ họ có một cái điểm đặc biệt hơn là nhiều quốc gia khác,
là họ dùng cây xoài để làm một cái bóng mát ở trong cái vườn cây. Chúng ta thì nghĩ đến xoài là nghĩ đến cây ăn trái, thường ở trong vườn để trồng để thu quê lợi. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ khi mà chúng tôi ở quê ngoại đó, thỉnh thoảng đi ngang những cái vườn xoài thì gần như người ta trồng xoài chỉ để ăn trái thôi, và ở dưới gốc thì có khi cỏ mọc, có khi lá khô. Người Việt Nam thì không có thưởng thức cái vườn xoài bao giờ hết. Chúng ta thích trồng hoa này hoa kia, nhưng mà sang Ấn Độ thì những cái vườn xoài cây cao bóng mát cho chúng ta một cái cảm giác rất đặc biệt. Và cái thân cây xoài khi mà nó lớn lên, nó lão đó, thì cái thân nó cũng đẹp lắm. Thì Amapali có một khu vườn xoài như vậy. Nàng khi sinh ra ở dưới gốc xoài, nằm gốc xoài được người ta mang về và lớn lên thì cũng tạo cho mình một cái vườn xoài. Và cái vườn xoài này là nơi mà rất là đẹp đẽ. Chúng tôi nói ở đây thì cũng ngại là quý Phật tử không có quen á, là quý vị nói vườn xoài đâu có nhiều đẹp, thành ra chúng tôi phải nói hơi dài dòng chút, bởi vì qua Ấn Độ mới thấy là cái xoài nó đẹp như thế nào. Nó giống như những cái English Garden của nước Anh, tức là ở dưới là một cái thảm cỏ trống và cả một cái rừng xoài rất là u tịch. Thì thứ vì từ vườn xoài đi về nhà, nơi nàng ở không có xa, và khi ngày đi thì ngược chiều là những hoàng tử Lichavi. Chúng ta cũng nghe rất nhiều những hoàng tử Lichavi, họ sinh ra trong nhung lụa giàu sang, và dĩ nhiên trong số đó họ cũng có những người đã từng là khách của Amapali. Và khi gặp nàng đi ngược chiều, ở trong kinh nói rằng lúc đó vì một lý do gì đó mà có một cái sự va chạm nhẹ giữa cái xe sông mã của ngài, của nàng, và xe của một vị hoàng tử Lichavi. Họ đã ngừng lại và chào nhau. Và những hoàng tử đã hỏi Amapali đi đâu về. Amapali nói rằng đang đến đây từ chỗ Đức Phật, và đã thỉnh Đức Thế Tôn và Chư Tăng ngày mai về nhà để cúng dường trai phạm. Những hoàng tử Lichavi này thì cũng có cái đặc biệt. Hoàng tử Lichavi là những vị vương tôn ở tại kinh đô Vesali, và kinh đô Vesali là cái thủ đô của xứ Vachi. Chúng ta đã nghe nhiều xứ Vachi là một nước cộng hòa dân chủ đại nghị. Chúng ta đã nghe về những người Lichavi sùng đức Phật, và một số các vị vương tôn Lichavi sùng kính Đức Phật như thế nào. Thì những vị Lichavi này cũng đến với Đức Phật, gặp Đức Phật, diện kiến Đức Phật, bởi vì nghe Đức Thế Tôn về Vesali, và họ cũng mong được cung thỉnh Đức Thế Tôn về nhà để cúng dường. Khi mà nghe là nói ngày mai thỉnh Đức Phật về, thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về nhà, thì những vị hoàng tử Lichavi viên liền đưa ra một đề nghị. Chuyện này rất là dễ dàng, bởi vì họ giàu quá mà, họ rất giàu. Họ nói rằng nếu là vậy thì nàng hãy dừng lại bữa trai tăng cho chúng tôi đi, để ngày mai chúng tôi cũng dừng Đức Phật và Chư Tăng. Và nếu nàng dừng lại thì tôi sẽ cho nàng 100.000 đồng vàng. Số tiền nó lớn thưa quý vị, có lẽ rất lớn, rất lớn. Nhưng mà Amapali trong cái sự lãnh hội Phật Pháp và ở trong cái tâm tư của một con người mà hết lòng kính ngưỡng Phật Pháp Tăng, thì Amapali đã trả lời một cách dứt khoát, nhanh chóng là dù giá nào cũng không đánh đổi, cho dù các ngài đem cả thành Vesali để đánh đổi cho tôi nhường lại buổi trai tăng ngày mai thì nhất định là không.
Thì ở trong kinh Tôn giả Ananda khi kể lại câu chuyện này thì ngài có mô tả cái cảm giác hụt hẫng, thất vọng của các vị Lý Sa Huy. Nhưng mà những vị này không bỏ cuộc. Những hoàng tử này sau đó đã tìm đến Đức Phật và một lần nữa xin khẩn khoản thỉnh Đức Phật về nhà để cúng dường. Tại vì nghĩ rằng Ambapari không đồng ý, thì nếu thỉnh Đức Phật mà quý vị biết là đó là kinh đô Vesali, là quê hương của những hoàng tử Lichavi, và những vị này không phải chỉ giàu sang mà còn có uy quyền nữa. Đức Thế Tôn về có thể Đức Thế Tôn nhận lời, nhưng trả lời rằng không, Như Lai đã nhận lời cùng với chư tăng ngày mai đến thọ thực ở tại nhà của Ambapari. Và thứ gì thế là hôm sau Đức Phật và chư tăng đến nhà Ambapari để thọ trai. Mà sau khi thọ trai đó, Ambapari đã làm hai điều, đó là cúng dường tất cả những tài sản, kể cả cái cơ ngơi nhà cửa đang ở và cả vườn xoài lên Đức Phật và chư tăng để biến thành tịnh xá. Và chính như vậy mà nàng còn làm quyết định khác là từ bỏ đời sống thế tục, trở thành một vị tỳ kheo ni. Và còn hơn thế nữa là sau đó nàng đã chứng quả A-la-hán, dứt dòng sanh tử. Từ một danh kỹ trong cuộc sống phồn hoa, trở thành một người bỏ sau lưng tất cả để sống với chánh pháp, có những thành tựu cao quý về sự tu tập và đoạn tận dùng luân hồi sanh tử. Thật ra câu chuyện đó đúng là một câu chuyện rất đẹp. Nếu chúng ta biết nhìn và nhìn trên cái góc nhìn của một người mà dám rũ bỏ tất cả vì cái ánh đạo vô thượng. Thưa quý vị, chúng ta đi qua câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là một lần nữa cho chúng ta thấy hình ảnh mà nếu mới nghe qua giống như là huyền thoại, như là những câu chuyện không thật, như là một hư cấu của cổ tích. Bởi vì câu chuyện này nói về một vị vua. Vị vua đó cai trị một cái vương quốc phồn thịnh. Đó là thứ Takasila. Nếu quý vị nào mà có đọc sách của Ấn Độ biết là Takasila là một vùng đất nằm phía tây của Ấn Độ. Ở đó có một trung tâm học thuật rất lớn. Chivaka tốt nghiệp về học ở tại đó. Angulimala cũng đã từng được gửi sang đó để học nghệ. Và nhiều người nữa. Vị vua này là một vị vua trẻ, lại có một cái liên hệ tương đối là thân thiết với vua Bimbisara. Chúng ta nói như vậy là bởi vì có một lần vị này ở trong kinh ghi lại là đã nhận được một món quà từ người bạn thân ở xa, tức là vua Bimbisara xứ Magatha. Món quà này khi được mở ra là những cái bản bằng vàng. Quý Phật tử nào mà có dịp đi sang bên Tích Lan, quý vị về Khánh, thì quý vị có dịp nhìn thấy sự trưng bày một vài tấm bảng bằng vàng giống như là cái kích thước của lá buông hay lá bối, nhưng mà lại bằng vàng. Và trên đó khắc kinh Pháp Cú và bộ Thammasangani, tức là bộ pháp tụ ở trong làng nhiều pháp, các những Matika.
Thì vua Bình Sa Vương là một vị vua. Vua mà tặng đồ cho vua thì tặng những cái gì rất là trang trọng. Lấy vàng ép ra mỏng để giống như tờ giấy và cho khắc những câu phần ngôn trên đó, gửi qua cho vua Bức Quốc Sa Tiết của xứ Takashila. Mà khi gửi đi thì vua Bình Sa Vương nghĩ rằng mình sẽ gửi một món quà tinh thần tốt nhất cho người bạn ở xa của mình, bạn tâm giao, cùng tuổi, cùng địa vị. Nhưng mà khi Bukhashita vua đọc những cái dòng chữ đó thì có một sự chấn động mãnh liệt. Nhà vua cảm nhận rằng lời của Phật dạy được ghi trên những cái kinh thẻ bằng vàng đó giá trị gấp vạn lần cái giá trị của vàng, giá trị hơn tất cả những gì mà nhà vua có. Và vua Quốc Sa Tiết đã làm một quyết định là thoái vị, từ bỏ ngai vàng, nhường ngôi lại cho một vị khác để tự mình xuất gia theo Phật. Khi nhà vua công bố quyết định này, thưa quý vị, cả triều đình chấn động. Không biết bao nhiêu lời khuyên ngăn, không biết bao nhiêu sự than khóc từ quần thần cho đến các vị vương phi hoàng hậu cho đến dân chúng. Bởi vì nhà vua là một người rất hiền đức, nhà vua là người mà dân chúng rất là kính quý. Không ai muốn nhà vua rời bỏ ngai vàng, không ai muốn nhà vua rời xa thần dân, rời xa vương quốc hết. Nhưng mà nhà vua đã quyết định thì không thay đổi. Cuối cùng, mọi người đành phải chấp nhận là để nhà vua nhường ngôi lại cho một vị tân quân. Nhưng câu chuyện chưa hết ở đó. Vua Bút Quốc Sạch Điện bây giờ tự tay cạo tóc, đắp áo cà sa, đi chân trần. Tại vì được biết những đệ tử phụng như vậy. Rồi vị này lên đường là một hành trình xa vạn dặm, chỉ đi bằng chân không thôi. Gặp sông thì dùng đò. Gặp những con đường dài thì đi bộ. Rồi cuối cùng cũng đặt chân đến được Rajakaha, tức là vương xa thật. Bây giờ trong thân phận của một tu sĩ, vị này không còn giữ bất cứ tiền bạc gì, mà cũng không tìm ở những chỗ ở nào cao sang. Và người Ấn Độ thời đó thì giống như hôm nay họ làm nông, thì luôn luôn họ có một cái ngôi nhà gọi là nhà chứa cỏ. Lúc mà họ có thì giờ họ đi cắt cỏ để trong đó. Có khi cỏ nó khô hay khi cỏ nó tươi, nhưng thường cỏ khô. Để những khi trời lạnh đó, có cỏ cho bò ăn. Thì trong kinh kể rằng Bức Quốc Sa Tiết đã xin ở trọ qua đêm tại một cái nhà cỏ của người nông dân bên đường. Đức Thế Tôn hôm đó ngài dùng Phật nhãn, buổi sáng sớm hôm đó ngài dùng Phật nhãn quan sát thế gian, thì ngài thấy rằng Bức Quốc Sa Tiết là người có duyên lành, có đầy đủ thiện duyên. Nên chiều hôm đó Đức Thế Tôn cũng đi đến và nói với người nông dân là ngài muốn tạm trú qua đêm trong ngôi nhà cỏ. Người nông dân lễ độ thưa rằng ở trong ngôi nhà cỏ đó đã có một vị tu sĩ đến trước xin tá túc. Nếu mà ngài đến đó nói với vị tu sĩ đồng ý đó, thì người nông dân cũng không ngại gì, không có vấn đề gì. Đức Thế Tôn đi bình dị là như vậy. Ngài đến để xin một cái chỗ tạm qua đêm bình dị như vậy. Và một đấng thiên nhiên sư
Và đến đi ngủ trong ngày nhà cỏ bình dị như vậy. Chỉ vì một thứ thôi. Chỉ vì cái tâm vi bận đối với cuộc đời. Chỉ vì nghĩ lợi ích của một người mà có khả năng lãnh hội chánh pháp. Chúng ta phải dùng một chút trí tưởng tượng để nhìn một cái căn nhà chứa cỏ chật hẹp. Ở trong đó không bàn ghế, không có giường. Chỉ có một thứ thôi, đó là cỏ khô. Cỏ khô này để dành cho trâu bò ăn. Và được người ta trải ở trên nền đất. Và lúc đó Đức Thế Tôn bước vào và hỏi Bukusati. Bukusati là Ngài muốn ở trọ qua đêm. Có thể được Ngài cùng tạm trú ở trong nhà cỏ này không? Bukusati không có vấn đề gì. Là vì sa môn mà, là vì tu sĩ mà. Ngai vàng còn bỏ được thì xá gì là chia một phần ngôi nhà cỏ này để tạm trú qua đêm. Chúng ta hồi tưởng lại, chúng ta đọc lắng chút tâm tư nghĩ về hình ảnh này. Ngôi nhà cỏ tương đối là chật hẹp đó, chỉ có cỏ và trên đó hai người cùng ngồi. Sau những cái lời chào hỏi một cách lịch sự với nhau đó, rất lịch sự, tại vì cả hai người đều là những người sống cuộc đời sống cao sang trong thế gian này, và cả hai người đều từng là vua, và cả hai người đều từ bỏ ngai vàng. Chỉ khác hơn là bây giờ đó, mặc dù cả hai đều là tu sĩ, nhưng một vị là pháp vương, một đấng pháp vương vô thượng, một vị nữa kia là một vị tu sĩ đang trên đường tâm đạo. Cả hai vị quân vương bỏ ngôi đó, ngồi ở trên cái thảm cỏ trong một ngôi nhà chứa cỏ để tá túc qua đêm. Ngôi nhà rất giản dị. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng tôi chưa tìm được một bức tranh nào, một tác phẩm nào để vẽ lên hình ảnh của hai vị tu sĩ. Là vị pháp vương là Đức Phật, một bên là vị quân vương bỏ ngôi là Bức Cú Sảnh, ngồi trên thảm cỏ đó. Và trong canh giờ đầu, ngồi trong sự im lặng, ngồi trong thiền định. Và sau cái canh đầu đó, Đức Phật đã lên tiếng. Ngài hỏi hiền giả từ đâu đến và lý do nào đặt chân đến Kinh Đô Vương xã này. Bức Quốc Sĩ đã nói rằng tôi tên Bức Quốc Sĩ, đi từ xa, từ vương quốc Takasila vạn dặm đến đây bởi vì một niềm tin, một hy vọng, một sự tha thiết để học đạo từ Đức Phật, một bậc đại giác ra đời ngày đang ngự tại Vương Sát Thành. Nhưng mà trời tối rồi nên tạm trú qua đêm ở đây, sáng mai sẽ tìm cách đến đi gặp Phật để đảnh lễ và xin học pháp. Đức Phật Ngài vốn đã biết rằng con người này, một con người có hùng tâm đại lực, một con người bỏ cả ngai vàng để lên được hành trình vạn dặm chỉ với mục đích tìm gặp Đức Phật, tìm gặp chính Ngài. Nhưng mà Đức Thế Tôn đã không lên tiếng. Ngài không nói Bức Cú Sa Tý là Như Lai chính là Phật, là người mà con tìm. Đức Phật Ngài không dạy. Mà Ngài lại nói với Bức Cú Sa Tý là
ta sẽ chia sẻ những hiểu biết về sự tu tập với hiền giả. Hãy lắng tâm và nghe bước cuộc sạch tiết, đồng ý. Đức Thế Tôn đã thuyết pháp. Bài pháp này, quý Phật tử có thể tìm lại trong kinh Trung Bộ. Và câu chuyện hôm nay chúng tôi kể quý vị nghe đó, nếu vì nào Phật tử nào học trong lớp học mà thường xuyên thì quý vị cũng đã nhớ một bài kinh rất đẹp, nói về những cái nguyên tố của đời sống. Nói về đời sống là sự tập khởi của nhân của duyên. Sau khi Đức Thế Tôn thuyết pháp xong thì Đức Quốc Sa Tiến liễu hộ chứng thành quả. Ngài Wapola Rahula khi mà viết lời giai thoại này trong quyển What the Buddha Taught, thì Ngài có nói rằng có gì trong một danh từ hoa hồng hương ấy cho dù tên chi. Nhưng mà Ngài Wapola Rahula muốn nói là có khi chánh pháp không cần đến nhãn hiệu, chánh pháp không cần tự quảng cáo, chỉ cần chánh pháp được trình bày rõ, trình bày một cách lời lạc, trình bày giúp cho người khác được khai tâm tỉnh trí, thì không cần đến nhãn hiệu, không cần đến sự tô điểm, không cần đến quảng cáo, gọi tên gì cũng được, nhưng mà ở đó là có cái chân giá trị. Thì thưa quý vị, đó lại là một câu chuyện rất đẹp. Thời kỳ mà chánh pháp là một cái nguồn sống, chánh pháp là một ánh dương rõ ràng, chánh pháp là những cái gì quý hơn là ngọc ngà châu báu. Thời kỳ mà hai vị vua bỏ ngôi, một vị đã từng bỏ gai vàng, từng sống như tâm khổ hạnh, tìm ra con đường trung đạo, giác ngộ và đem chánh pháp đến thế gian. Còn một vị vua khác từ một vương quốc phồn thịnh đến với tâm cầu đạo và cuối cùng nghe được pháp, cảm nhận được đạo lý, thành tựu được chánh trí. Thưa quý vị, chúng ta có để một chút suy tư của mình trở về với cái hình ảnh của hai vị sa môn ngồi ở trong căn nhà cỏ giản dị như vậy, không phải một đạo tràng, không phải một ngôi tịnh xá cao sang, không phải là một pháp hội mà được tổ chức to lớn mà rất đơn giản. Và ngày hôm nay không phải hình ảnh đó còn ghi lại, và những lời Đức Phật dạy cho Bút Bút Sa Tí vẫn còn ghi lại, vẫn còn nằm ở trong Trung Bộ Kinh mà chúng ta đọc. Thật rất rất là đẹp. Đó là thời chánh pháp được tuyên lưu. Đó là thời mà có những tâm hồn, có những con tha thiết như vậy, dám dấn thân như vậy, dám bỏ sau lưng như vậy. Đó là một câu chuyện rất đẹp. Và Chi Tôn Đức và Thứ Phật Tử như đã nói ở đoạn đầu là ba câu chuyện này thật ra là chỉ một số rất ít trong rất nhiều câu chuyện mà chúng ta được nghe về sự kiện của những con người vì ánh sáng của chánh pháp, vì cái giá trị thiêng liêng cao cả mà bỏ sau lưng tất cả. Một con người mà trải qua một cái khổ nạn rất lớn, cùng lúc người chồng thân yêu và tất cả những người con cưng của mình, những người con cưng này đều là văng bỏ xong rồi và bị thảm sát, chết đi một lúc. Nhưng mà vị này vẫn bình tâm để hoàn tất cái phước sự,
cho dù sự mất mát đó, sự mất mát rất lớn trong cuộc đời, thay đổi các cuộc đời của mình sau này, nhưng mà là phước cái đã, hoàn tất cái việc cúng dường cái đã. Chúng ta cũng nghe câu chuyện của một kỹ nữ, mà một khi tâm tư được gọi dùng chánh pháp rồi thì không còn màng đến tài sản của cải đã tích tụ cả đời, không còn màng đến son phấn trang điểm, mặc dù là một người rất nổi tiếng về nhan sắc, về ngoại hình, không còn tha thiết đến những gì gọi là tục lụy của trần gian, mà cúng tất cả để cơ ngơi của mình biến thành tịnh xá. Còn bản thân thì lại xuất gia đầu Phật và cho phép mình đi theo một con đường hoàn toàn mới, thành tựu chánh trí giác ngộ giải thoát. Chúng ta lại nghe một câu chuyện của một vị vua cũng bỏ ngai vàng và chúng ta vị vua này bằng tuổi với vua Bimbisara. Vua Bimbisara lần đầu tiên gặp bậc đạo sư của chúng ta lúc đó ngài vừa mới đến vương xá thành. Vua Bimbisara khi nghe nói về một vị quân vương từ bỏ ngai vàng thì Bimbisara đã khấn khoản cầu thỉnh Đức Bồ Tát ở lại cùng cai trị giang sang, chia đôi giang sang vì hâm mộ một người đã từ bỏ ngai vàng xuất gia. Dĩ nhiên là Đức Thế Tôn đã từ chối. Vậy mà sau này còn có một người bạn, người bạn này không phải chia nửa giang sang mà bỏ cả giang sang để đi đến xin diện kiến Đức Phật, mong diện kiến Đức Phật và học đạo. Và chúng ta thấy một hình ảnh rất đẹp, rất cao sang của hai vị quân vương bỏ ngai vàng ngồi ở trên một cái thảm cỏ trong một căn nhà chiếc cỏ rất là bình dị, nhưng mà ở đó chánh pháp được tuyên lưu và ánh sáng của chánh pháp đã soi tận trong tâm tư của vị vua bỏ ngôi này. Nếu chúng ta nghĩ lại thì chúng ta rất đẹp. Mà không biết trong cuộc đời của chúng ta, kiếp này và kiếp sau, có lần nào hữu duyên hữu hạnh để đón nhận chánh pháp bầu lọc như vậy. Nhưng mà chúng ta phải nhận rằng những người đi trước đã để lại cho chúng ta những hình ảnh rất đẹp, là một khích lệ rất lớn. Và chúng ta mong rằng mặc dù chúng ta không làm được như những vị đó, nhưng mà ít nhất trong đời sống này, và chúng ta cũng mong đời sống sau nữa, chúng ta biết nghiêng mình trước lẽ phải, chúng ta biết nhìn chánh pháp là những tài sản lớn, là những tài sản thiêng liêng, và chúng ta dám buông xả những gì không đáng, như là một người buông bó củi để chọn lấy gỗ trầm hương. Chúng ta có thể bình tâm trước những đổi dời, trước những mất mát, bởi vì chúng ta hiểu đạo, bởi vì chúng ta hiểu Phật pháp, và chúng ta hiểu được câu mà Đức Phật đã dạy rằng: nơi chư tỳ kheo, sự mất mát này là sự mất mát nhỏ so với sự mất mát của trí tuệ. Đó là sự mất mát tiền của, mất mát thân quý. Mất mát trí tuệ mới là sự mất mát lớn. Chúng ta có hiểu được điều đó không? Chúng ta có đón những điều đó vào lòng không? Hay là chúng ta học chánh pháp như là một học sinh, một sinh viên ngồi trong ghế nhà trường nghe để chỉ đến làm sao mình ra trường có được bằng cấp? Chúng ta phải nghe chánh pháp khác hơn. Chúng ta rất trân trọng những gì mà chúng ta học. Bởi vì sao? Bởi vì cái đạo mà chúng ta học được không đơn thuần là tình mà Đức Thế Tôn thấy được, mà ngài đã đánh đổi bằng 40 A Tăng Kỳ trong ngàn đại kiếp ở trong một quá trình dài tu tập. Chánh pháp đó đã mở ra một con đường mới của hàng triệu trái tim, hàng triệu con người, hàng triệu tấm lòng qua bao nhiêu thế hệ. Và chúng ta có thấy được điều đó là cao trọng hay không? Và chúng ta thấy được điều đó thì chúng ta thực sự là người xứng đáng để thừa tự cái tài sản mà Đức Thế Tôn để lại cho tất cả chúng ta. Chúng tôi xin được kết thúc bài nói chuyện ở đây. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi có công việc
có một buổi lễ mà chúng tôi phải thực hiện nên chi có nói thông báo sư tuệ tri là chúng tôi chỉ có được 90 phút để sinh hoạt ở trong lớp học, phần còn lại 30 phút thì để kính mong chư tôn đức vì quý ngài nào mà có được ở trong còn trong lớp, xin quý ngài giúp cho 30 phút còn lại quý vị quan nghỉ chờ chúng tôi cùng. Hiện giờ thì có Thượng tọa Pháp Tân, Thượng tọa Tư Quyền. Ồ dạ, dạ không biết như vị Thượng tọa có vị đọc quan hệ giúp cầm mic để tiếp tục cho 30 phút còn lại. Thì nếu được sự xin, dạ, dạ kính thỉnh quý ngài, dạ, cũng thỉnh Thượng tọa Tư Quyền. Dạ, Nam Mô Bố Thầy, dạ, Nam Mô Tham Mai, dạ, Nam Mô Sang Khai. Dạ, quý vị có nghe không ạ? Dạ, dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Bồ Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tân, Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tự Đi, đến Tự Đức. Nên Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng đang hiện diện, thân chào đến quý tu nữ cùng Chư Phật tử. Dạ, thì để Đức Tư Tri có báo trước thì chúng tôi sẽ có thể tranh thủ để điền khuyết cho khoảng chừng nửa giờ sau. Như đêm giờ thế có Thượng tọa Pháp Tân ở trong trong room. Thì bây giờ cứ như trước nhất chính để mà chúng tôi và Thượng tọa Pháp Tân sẽ hai huynh đệ sẽ thảo luận hỏi qua lại một vài câu hỏi nó cũng đủ thời gian. Còn nếu như Thượng tọa Pháp Tân hiện đang còn ở trước máy không ạ? Dạ, con kính cung thỉnh Thượng tọa đi để tọa cử hành cái lễ đi. Rồi tụi con sẽ kết thúc cái chương trình luôn. Dạ, kính ngày ngày đi cứ đi cử hành lễ. Dạ, dạ kính ngày được an lành. Dạ, mô Phật. Dạ, kính thỉnh ngày cứ rời đi. Dạ, dạ, mô Phật. Và Thượng tọa Pháp Tân có mặt ở trước máy không ạ? Dạ. Nếu Thượng tọa Pháp Tân khi nào có mặt, Thượng tọa Quan Hỷ báo dùm. Bây giờ kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, có thể nói rằng là cái thời Hoàng Kim hay cái thời mà ở đây gọi là thượng tôn của chánh pháp á, mà có thể nói xưa và nay, nếu như chúng ta biết rằng đối với một vị chánh đẳng chánh giác, khi mà ngài hiện hữu ở cõi đời thì nó đầy đủ với những duyên sự, nó đầy đủ với những gì một cách đầy đủ, một cách viên mãn. Có thể nói cái sự hoàng kim cực thịnh mà Phật còn đương thời thì chúng ta không cần có thể nói rằng là đương thời thì chúng ta thấy nhiều thính chúng, nhiều người đệ tử được giác ngộ và cũng như là được cái sự hữu duyên của chính ngài, thì vô lượng chúng sinh được an lạc, cho nên gọi là hạnh phúc thai đối với một bậc chánh đẳng chánh giác ra đời mà chúng ta được thấm nhuần, chúng ta được nếp mình ở dưới những cái lời dạy đó. Có thể nói rằng trong cái thời thượng tôn của chánh pháp, từ chúng ta thấy từ cái người đơn giản nhất, một người bần dân của cuộc đời, như chúng ta đã được nghe tôi đã kể, như là nàng kiều nữ Ambapali cũng được Đức Phật ngài tế độ, rồi tới như một cái tứ cấp vô não cũng được Đức Phật ngài
tiếp độ. Rồi những người mà chúng ta gọi là không có cái quyền hạn, không có tài sản, không có danh vọng, không có địa vị gì, nhưng nếp mình vào dưới cái lời dạy của Ngài, dưới cái mái nhà của Đức Phật, thì tất cả là bình đẳng, tất cả là đồng đại, đồng đẳng hết tất cả. Mọi người cũng giống như mọi người. Có thể nói rằng thời thượng tôn của chánh pháp thì mọi việc gì khi Ngài còn hiện hữu, thì kính thưa quý vị, mọi việc nó được như là một cái sự đầy đủ, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Và đây cũng là cái phước của Phật thôi. Có thể nói rằng là Ngài đầy đủ một cách vẹn toàn, mà chúng sinh bình thường ở trong tam giới, hay chúng sinh trong tam giới này không ai so sánh bằng. Ở trong cái đó là trong cái kinh chương một pháp của Tăng Chi Bộ đó, trong các loài hai chân, bậc chánh đẳng chánh giác là tối thượng. Có thể nói rằng cái sự tối thượng của chính Ngài, nó được kết quả và nó được mỹ mãn là vô lượng kiếp. Biết bao nhiêu là ba la mật độ của Ngài đã đổ xuống cho cuộc đời này. Và chúng ta thấy đẹp nhất không phải là những người luôn luôn là cũng là quan quân vua chúa chào đón, mà có đôi khi cái lời dạy của Ngài nó lồng ghép vào những cái người bình dân trong cuộc đời, thì như vậy nó mới là một cái đại thể. Những người chài, những người cài ruộng, những người làm, bởi vì Đức Phật này thân giáo và thân hành khắp mọi nơi, thân hành khắp mọi nơi, ở đô thị phồn hoa cũng có, ở như nơi những dòng sông cũng có, nơi những khu rừng, nơi những cái nơi hoang vu. Chúng ta thấy ai có đủ cái đức độ là Ngài đến, Ngài tiếp độ. Như hồi nãy mà chúng tôi giảng bên Pháp Cú, có một cái tích truyện và của một cái người nàng cô dệt đó, 16 tuổi thôi, có người thợ dệt, cái lưới trí tuệ của Ngài bủa ra, hôm nay con của người thợ dệt. Có hữu duyên của chính Ngài thì đích thân Ngài đi tới để Ngài tiếp độ. Hội chúng đã có mặt cúng dường một cách đầy đủ rồi, đang trông chờ Ngài, nhưng chưa phải đủ duyên thì Ngài cũng chưa có nói hay. Mà chỉ là một cái người con của người thợ dệt bình thường, nhưng con người thợ dệt này cũng là sắp chết rồi, cận tử rồi, chỉ nghe lời Ngài khuyên một cái nên niệm cái sự chết. Đức Phật dạy phải như thường niệm sự chết, thì cô ta niệm 3 năm trời. Và lúc cái lưới trí tuệ còn xấu thì Ngài đi tới để nghe tiếp độ cô ta. Thì trong ngày hôm đó cô ta cũng chết. Thì chúng ta thấy không phải là Ngài đến để Ngài thuyết cho một cái, cho một đại chúng, coi như là lại đại chúng thì có quan quyền vua chúa gì cực kỳ lớn lao, nhưng chỉ một người thợ dệt, nhưng chỉ một người kỹ nữ, chỉ là một người bình dân bình thường như vậy. Nhưng cái đó nó nói lên một cái, nó lên một cái chữ duyên rất là cao cả, mà đó cũng chính là giá trị thượng tôn của chánh pháp. Giá trị thượng tôn của chánh pháp đối với những người có đầy đủ, có cái hữu duyên, như đã hẹn từ tiền thân, như đã làm trước những điều gì mà Ngài đã cùng với Ngài tu tập, đã cùng với Ngài thực hành ba la mật độ. Cái chỗ này là cái quan trọng là cái gì, chứ không phải là một cái sự chào đón. Bởi vì một điều quan trọng là cái người đó sau khi mà được Ngài tiếp độ, người đó chứng ngộ pháp, hiểu pháp, chính là có giá trị đồng đẳng hiểu biết như Ngài. Nó hay cái chỗ đó.
đó chính là một tôn, chứ không phải bây giờ mà cả vài chục ngàn người, cả triệu người như vậy thì đông đảo như vậy là thời vàng son vàng kim, không phải như vậy. Cũng như chúng ta có nhiều bè bạn, nhưng là có người nào hiểu ta? Mà cái câu mà ở cuộc đời này nó ta nói rất là hay. Mà Trịnh Công Sơn nói rằng có mấy người thân, tức là quen biết rất là nhiều người nhưng có mấy người thân. Khi chúng ta sống giữa trong cuộc đời này, cái người mà hiểu ta được, bè bạn thì rất là nhiều, mà hiểu vì nghe chúng tôi nói lại không? Dạ con thỉnh sư cầm mic trở lại, sư cầm mic rồi, nghe lại hết nghe. Dạ, thưa quý vị nghe chúng tôi nói lại chưa? Dạ, dạ cảm ơn. Dạ, cảm ơn quý vị. À, thì kính thưa quý vị, cái giá trị của con người thôi, cũng chúng ta cần cái người hiểu mình. Và ở đây, trên tinh thần, cái giáo nghĩa của Đức Phật á, cần những con người thực chứng, cần những con người nó đồng đẳng. Mà cái đồng đẳng tức là tri kiến hay là kết quả của sự tu tập, thì ở đó Đức Phật ngày mới tán thán, Đức Phật ngày mới được, bởi cho nên mới một câu tức là ai thấy pháp người đó thấy Như Lai, so tham mang bát tí so mang bát tí, ai thấy pháp người đó thấy Như Lai. Thì chỉ cần một câu thôi là người ta đã nghe xong, ta được tịnh lạc, mà không cần phải nói nhiều câu, bởi vì cái đó nó như là một, không phải là một sự, như là một sự khai thị, chúng ta tạm gọi cái sự khai thị, nhưng điều mà chỉ bổ túc, chỉ một điểm, một giọt nước tràn ly, mà rất là khó có một nước người để biết cách cho một giọt nước này để tràn ly đó, thì bởi chỉ có giá trị mà bậc toàn giác, Phật toàn giác mới có đủ khả năng chuyển hóa cái điều đó. Bây giờ chúng ta nhớ, đây cũng là cái giá trị của Thượng Tôn Chánh Pháp. Dầu sống 100 năm mà không giới, không thiền định, hay là không hiểu chân diệu pháp, tốt hơn sống chỉ có một ngày mà người ấy có thiền, có giới, có thiền định. Có giới, có thiền định ở đây là vị ấy viên mãn và thành tựu. Cái cú cách, cái thành tựu, cái kết quả an lạc giải thoát, nó không phải là một cái, nó không cần thiết phải sống nhiều, nó không cần thiết phải
quá là ghê gớm, nhưng chỉ có bao nhiêu đó thôi. Cho nên về mọi khía cạnh, mọi khía cạnh chúng ta thấy cái thời thượng tôn của chánh pháp nó một cách được được đầy đủ, một cách hoàn bị, không có thiếu một cái gì cả. Dạ, đối với các vị cao đồ thật sự lớn lao, nhưng cũng có những người từ xuất thân rất là bần hàn, nhưng người ấy chứng đạo chứng quả, người ấy vượt tận khổ đau thành tựu, thì nó cũng đồng đẳng như nhau. Cái giá trị của Phật pháp nó hay ở chỗ này. Cho nên vì vậy tất cả chúng ta được thấy được, chúng ta chưa thấy Phật ra đời, chúng ta chưa gặp Phật ra đời, nhưng chúng ta cũng đã được nghe những cái lời giảng, những cái kinh điển còn hiện hữu ở đây, thì chúng ta thấy bao nhiêu đó thôi. Tự nghiệm, có đôi khi mình suy nghiệm về Phật pháp, mình thực nghiệm về Phật pháp, mình cảm thấy rất là tuyệt vời, rất là hay, thì chúng ta biết được lúc mà thời thượng tôn thì cái giá trị mà uống được chánh pháp, nếm được cái giọt nước cam lồ mà Đức Phật ngài truyền trao, ngài thuyết giảng ra, thì chúng ta biết là nó hạnh phúc biết bao và may mắn biết bao. Cái đây là cái điều đó là chắc chắn như vậy đó quý vị. Ở trong cuộc đời này, tại sao người ta muốn đi tới nơi rạp, hay đi nơi cái mà chúng ta gọi cái rạp hát, hay là cái nơi mà để người ta ca, người ta hát, người ta coi trực tiếp, thay vì ta coi qua băng, nghe qua băng, nghe qua đĩa, nhưng nó không bằng cái trực tiếp. Đã đó sao? Nó sống động và tâm tư của người mà nó thổ lộ khác. Cái hình ảnh nó trực quan, nó sinh động hơn là nó gián tiếp. Thì phải nói rằng đành rằng là chúng ta không có được trực quan, nhưng chúng ta cũng nghe qua được một cách gián tiếp. Đó cũng là một điều rất là khó tìm, rất là khó mà chúng ta có thể thành tựu được như ý muốn của mình. Và trong cuộc đời này cũng như quý vị, chúng ta thấy Đức Phật này tuy là xuất thân trong một dòng vua chúa, là một thái tử, sau đó là vua luôn, rồi bỏ ngai vàng đi tu. Nhưng ở đó cái đời sống của ngài, ngài thiết lập là một đời sống mà giá trị của chư Phật ba đời là như thế, là bình bát cơm của ngàn nhà. Mà chúng ta nhớ lúc mà Tịnh Phạn Vương, khi mà thấy Đức Phật cùng chư chư tăng mà ôm bát đi khất thực á, vua Tịnh Phạn không chịu nổi, cả cái ca tỳ la vệ này tại sao mà để cho Sĩ Đạt Tha làm như thế. Nhưng Đức Phật ngài khẳng định cái giá trị thượng tôn của Phật pháp, đây là phận sự, đây là trách nhiệm của Như Lai tế độ quần sinh, giúp cho chúng sinh, chứ không phải Như Lai đại diện cho cái sứ ca tỳ la vệ này chỉ là đối quyến thuộc, chỉ là một xuôi chiều con của vua Tịnh Phạn, không phải vậy. Đó cũng là giá trị của thượng tôn quý vị, không phải chuyện một chuyện đơn giản. Tức là sao? Người tách ra khỏi một cái giá trị của cá thể, của dòng tộc mà ngài là, ngài đi theo cái gì? À, đó chính là cái giá trị của chư Phật ba đời, là trì bình. Và chúng tôi thích nhất là cái ngày rằm tháng giêng là một ngày đăng quang, một thượng tôn cao cả nhất của Đức Phật, chánh đẳng chánh giác. Có một ngày gọi là khải hoàn, đăng quang với toàn bộ, mà 1250 vị đó, quý vị biết,
trí tuệ phân tích, tập trung về một cách tự nhiên và thiết giới ba la đề mộc số 1. Có thể nói đó là ngay lúc đó là hoàng kim và thượng tôn của Phật pháp. Cái đó ở một cái giá trị chói lòa và sáng ngời rồi. Nhưng ở một cái cấp độ bình thường khác thì chúng ta thấy cái tâm từ tâm bi của Đức Phật chính là cái giá trị thượng tôn của chánh pháp. Một cái tự giác của chính Ngài, đó là một thượng tôn của chánh pháp. Chúng ta là những người thiếu phước, thiếu duyên, thiếu duyên hầu với cái đèn tuệ của Phật Đà. Nhưng tất cả cái cũng đều là do nhân, do duyên mà kết tụ. Tất cả cái gì cũng phải do các pháp. Nó phải có một cái hạnh, nó có một cái điểm tác động và mới cho ra quả được. Những hành động mà chúng ta đang làm, những điều mà chúng ta đang nghe, những điều mà chúng ta đang làm đây như là một sự gieo trồng, như là một cái sự mà chúng ta gọi là cái gieo duyên. Đúng như vậy. Khi chúng ta có một cái tri kiến, khi chúng ta có một cái chánh kiến, là cái chánh kiến nó dẫn đầu, là chúng ta được an toàn và trong tương lai chúng ta có thể, nếu như không gặp được Phật thì chúng ta cũng có thể là nhân là duyên này để tu hành hay để tu tập đạt được cái thánh đạo thánh quả. Nếu như tâm của chúng ta cầu đạo một cách đúng đắn, một cách đúng pháp, thật là vậy đó. Và Thượng Tọa Pháp Tân đã có mặt ở trước máy không ạ? Dạ không có thì họ dạ một Phật. Dạ có Thượng Tọa Pháp Tân không ạ? Dạ xin hỏi Thượng Tọa Pháp Tân có mặt trước máy không ạ? Dạ. À, dạ cảm ơn Thượng Tọa Pháp Tân. Thượng Tọa Pháp Tân đã có mặt rồi. Bây giờ thì cũng kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân cũng hãy trình bày một ít cái giá trị thượng tôn, cái giá trị cao cả của Đức Phật hay là của giáo pháp của Ngài. Thì kính cung thỉnh Thượng Tọa. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ chưa có nghe Thượng Tọa, thỉnh Thượng Tọa thử mic trở lại. Dạ, dạ chúng con cùng thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân cầm mic ạ. Dạ. Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sân Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Tri, Đại Đức
Đức Sư Nguyên cùng Chư Tăng kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Qua cái câu hỏi của Thượng tọa Tị Quyền đó, thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà Đức Phật Ngài xuất hiện ở đời, Ngài giáo hóa chúng sinh, thì cái đó, cái tâm nguyện xuyên suốt từ cái từ khi mà có những cái sự phát nguyện để trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác, và đến khi mà cái kiếp cuối cùng á, khi mà sau khi mà Đức Phật Ngài giác ngộ thành Phật rồi đó, thì cái tôn chỉ mà Ngài muốn nói đến, muốn đem truyền đạt đến tất cả chúng sinh nói chung á, và nhân loại nói riêng á, thì Ngài đều quan tâm đến cái việc mà lợi ích cho quần sinh. Bởi vì khi mà trên cõi đời này mà có đủ 60 vị A-la-hán xuất hiện trên cuộc đời này, thì bây giờ đó là Đức Phật Ngài mới nói đến cái việc mà chư tỳ kheo, các thầy hãy mỗi người đi mỗi ngã, để vì lợi ích cho chư thiên, vì lợi ích cho phần đông, vì lợi ích cho chư thiên và loài người, các thầy hãy đi mỗi người mỗi ngã. Có nghĩa là Đức Phật cũng mong muốn rằng giáo pháp của Ngài sẽ đem đi truyền bá khắp nơi và mang lại lợi ích cho chư thiên và loài người. Quả thật như vậy là từ thời Đức Phật còn tại tiền cho đến ngày hôm nay đó, thì giáo pháp đã lan rộng tất cả các nơi. Và ở đâu mình nhìn thấy á, là cái điều mà Đức Phật Ngài Phật pháp truyền đạt tới đó, từ ở một cái đất nước sôi cho đến những cái châu lục mà xa xôi đó, thì Phật giáo truyền đến đó thì cũng đã đem đến cái nguồn an lạc ở nơi đó. Chúng tôi thấy có những cái thước phim quay lại cái hình ảnh mà Phật giáo truyền sang châu Phi đó, thì những cái người phụ nữ châu Phi cũng như là cái người đàn ông châu Phi, họ tiếp nhận Phật pháp, rồi họ đọc kinh Bali, rồi họ đọc kinh tất cả những cái ngôn ngữ của họ. Ở đó chúng tôi nghĩ rằng, phải nói rằng mặc dù là những cái vùng xa xôi như vậy, nhưng mà các vị tỳ kheo cũng đem Phật pháp đến với tất cả mọi người như vậy đó. Thì cái người đó, những cái chúng sinh đó đều là có cái hữu duyên trong cuộc đời. Hơn nữa đó thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà Đức Phật ngài dạy rằng sappapa passa karanang kusala ubasambada sacitta pariyodavanang etangutta sasanang, không làm các việc ác, gắng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, là đó là lời chư Phật dạy. Thì mình thấy trong cái nội dung của kệ ngôn pháp cú đó, thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật luôn luôn nhắn nhủ cho điều mà mình thấy hết sức là quan trọng, là không làm các việc ác. Và giờ thì chúng ta thấy rằng là cứ cái điều ở trong cái đời sống tu học của mỗi người đó, thì mình tránh đi cái suy nghĩ sai quấy, khởi lên bằng cái tâm sân hận, khởi lên bằng cái tâm si mê, khởi lên bằng cái tâm tham lam, vân vân. Rồi tránh đi những cái lời nói mà gây tổn thương, gây tổn hại đến những người khác. Đó là một trong những cái yếu tố. Rồi cái thứ ba nữa đó, là làm sao rồi là có những cái hành động, làm sao có những cái hành động đúng đắn như vậy, thì đó cũng chính là một cái điều tránh xa những cái việc ác.
Nói một cách khác đó là ở đây đó là trong cái suy nghĩ, việc làm, lời nói, làm sao để rồi không có khởi lên bắt nguồn từ ở cái tâm bất thiện. Rồi trong khi một người mà làm những cái cố gắng thực hành những cái việc làm ở trong đời sống, thì chúng ta thấy rằng là cái lời dạy của Phật mang tính bao quát và chi tiết, bao quát và chi tiết. Khi mà mình hiểu được trong trên nhiều phương diện để tu tập đó, thì nỗi mà trao tâm làm cho cái tâm thanh tịnh, làm cho cái tâm an tịnh, gắn làm được các cái việc lành cũng là một trong những cái trao tâm thanh tịnh. Hay hoặc là mình thực hành trong cái đời sống thiện pháp hàng ngày, từ cái việc giữ giới, từ cái việc mà hành thiền, rồi từ cái việc mà mình phụng sự, phụng sự cho cái chung, phụng sự cho cái chung, để nhằm để bổ túc cái pháp độ, nhằm để tạo cái công đức thiện sự cho chính mình, để dễ dàng cho cái đời sống tu học có một cách suôn sẻ, để mà mình dễ dàng tu học mà thôi. Rồi là làm sao cũng là thực hành cái lời dạy của Phật ở trong một cái, trong mỗi cái hoàn cảnh, trong mỗi hoàn cảnh. Phật pháp thì truyền đạt 25 thế kỷ rồi, cho đến ngày hôm nay đó thì chúng ta thấy rằng là nhìn lại cái điều mà Đức Phật ngày mong muốn cho những người đệ tử là hành giáo pháp. Mà ở đó, đó khi mà mình thực hành giáo pháp đó, mình càng hiểu và càng giống như mình càng thương kính Đức Phật hơn, thương kính Đức Phật hơn. Bởi vì Đức Phật ngày dạy rằng là ở trong kinh Lama Kalama đó, thì Đức Phật ngày dạy rằng là chớ nên tin những gì do truyền thống để lại, chớ nên tin những gì do kinh điển để lại, chớ nên tin những gì do thầy tổ để lại, mà chớ nên tin những cái gì mà coi như là do cái thế gian truyền tụng lại. Mà hãy xem cái điều mà chúng ta làm đó, hãy xem cái điều mà chúng ta thực hành đó thật sự có mang lại cái sự lợi lạc, mang đợi cái sự an vui cho mình và cho người khác hay không, thì lúc đó chúng ta sẽ tin. Thì mình thấy rằng á, một điều đó Đức Phật dạy cho chúng ta, cái giáo pháp của Ngài đó là do cho chúng ta để có quyền tự chọn, có quyền tự chọn để coi cách nào chúng ta thực hành để có được cái sự lợi lạc, rồi chúng ta sẽ chọn lấy, rồi chúng ta sẽ thực hành. Khi đó thì chúng ta có quyền tự chọn, chứ Đức Phật không có buộc mình phải làm như thế này, phải làm như thế kia, hay là tin cái điều này, tin như thế kia. Qua cái bài kinh đó thì mình thấy ngay cả khi mà Đức Phật ngày tịch diệt đó, ngày tịch diệt đó, thì Ngài cũng dạy một điều đó: này chư tỳ kheo, pháp hữu vi là vô thường, các hãy tinh tấn, Như Lai chỉ là bậc đạo sư. Sau khi Như Lai thì các thầy lấy pháp và luật làm thầy, lấy pháp và luật làm thầy. Cho nên chúng ta thấy rằng là Đức Phật cũng khuyên mình là nương tựa ở nơi pháp và luật. Bởi vì Đức Phật thì Ngài cũng phải xóa bỏ cái thân ngũ quẩn này, Ngài cũng phải tịch diệt vô dư niết bàn. Nhưng mà cái giáo pháp, tức là lời dạy của xem như là một pháp thân đó, để lại trên cuộc đời này, thì chúng ta thấy rằng đã truyền tụng cho đến nay đã là hơn 25 thế kỷ rồi, mà chúng ta cũng vẫn thấy rằng có cái điều lợi lạc ở trong đó. Cho nên là Đức Phật cũng nhắn nhủ rằng là dù như thế nào đi nữa, thì một vị tỷ kheo nói riêng và cái người tu tập nói chung luôn luôn lấy pháp và luật để làm thầy. Khi mà mình lấy pháp và luật làm thầy như vậy đó,
thì mình sẽ có được cái sự lợi lạc rất là nhiều. Và cũng nói một điều đó là khi mà mình thực hành cái lời dạy của Đức Phật như là một sự cúng dường cao thượng, như là một sự cúng dường cao thượng. Trong kinh có nói rằng là có hai cái sự cúng dường, có hai cái sự cúng dường Amisa Puja, có nghĩa là cúng dường bằng những cái tài vật, cúng dường bằng vật chất đó. Thì chúng ta có nhiều cái thứ để chúng ta cúng dường đối với Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng, bông hoa, nhang đèn, những cái gì mà chúng ta nghĩ là tốt đẹp nhất để chúng ta cúng dường Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo. Nhưng vậy đó, thì Đức Phật cũng nói một điều đó là có một cái việc cúng dường cao thượng hơn cả các cái sự cúng dường đó, đó là cúng dường thực hành lời dạy của Đức Phật, Patipatti Puja, tức là thực hành cái lời dạy của Đức Phật. Cho nên khi mà mình thực hành lời dạy của Đức Phật, đó là sự cúng dường cao thượng. Và giờ vậy đó mà giáo pháp được lưu truyền cho đến ngày hôm nay. Phật pháp tồn tại cả hai mặt, tồn tại cả hai mặt. Một mặt về mặt hình thức, mặt hình thức đó, thì chúng ta thấy có những cái nơi tự viện, có nơi những cái thiền viện, rồi có những cái nơi có hình ảnh của tăng chúng, có hình ảnh của tăng chúng từ chiếc y quả bát, rồi từ ở các cái nghi lễ, để rồi chúng ta được thừa hưởng cái lời dạy của Đức Phật qua cái sự truyền tụng của chư tăng, qua cái điều mà trùng tuyên của chư tăng, để mà mình được cái lợi ích. Cái thứ hai nữa đó là Phật pháp tồn tại thêm một rất là đặc biệt, đó là nội dung. Bởi vì ở đó còn để lại pháp học qua những cái truyền tụng lại bằng lời dạy trong Tam Tạng Kinh Điển mà chư tăng thường thiết tụng, thiết và tụng lại cho những cái hàng hậu học sau này. Rồi đó là để lại một cái pháp hành mà ở đó chúng ta thấy có những người hành thiền cũng được an lạc, cũng được an tịnh, rồi cũng được nhiều cái sự lợi lạc về phần nội tâm đó. Cái điều đó rất là quan trọng. Cho nên người ta thấm nhuần ở trong cái lời dạy của Đức Phật, người ta thấm nhuần ở trong cái thực việc mà người ta thực hành lời dạy của Đức Phật. Cho nên cái điềm hỷ lạc đó đã tạo nên cái sự gắn kết, tạo nên cái sự gắn kết cuộc đời của họ đối với Phật pháp. Từ cái việc quan hỷ tìm hiểu, từ cái việc thực hành lời dạy của Đức Phật mà người ta càng có cái sự quan hỷ, càng thích thú hơn thêm ở trong cái lời dạy của Phật khi họ có được cái sự thực hành. Cho nên cũng có một cái câu pháp cú mà Đức Phật ngày dạy, đó là vị tỷ kheo mến pháp, tâm tư hàng niệm pháp, thường suy tư pháp, sẽ không rời bỏ chánh pháp. Cho nên là mình niệm pháp, mình suy tư pháp, mình mến pháp, cả pháp học lẫn pháp hành, thì tạo nên cái sự gắn kết đó trong cái đời sống của mình. Chúng tôi nói một điều đó là ngay cả những cái bậc xuất gia, những vị xuất gia đó, là khi mà mình học cái đời sống tu tập của mình đó, thì có thể là mình đi chuyên sâu vào cái đời sống pháp học, hoặc là mình đi chuyên sâu về đời sống pháp hành, thì cả hai cái đó nó hỗ trợ cho nhau. Nhưng mà lúc nào mình cũng có được cái sự quan hỷ thì nó làm cho cái sự gắn kết đời sống tu của mình vào trong Phật pháp đó, một cách lâu dài. Còn nếu như mà mình không có công việc gì để mà mình làm, nói trong một cái ngôn ngữ đời thường đấy, là mình không có công việc gì để mình làm đó, thì mình thấy nó rất là nhàm chán, rất là uổng phí với cái thời gian. Mấy bữa trước chúng ta có học về cái đời, học về cái quán về vô thường, quán về sự chết đó, để nhằm để chúng ta suy gẫm lại lời dạy của Phật. Trong mỗi lúc, mỗi nơi chúng ta có dịp để chúng ta tưởng niệm lời dạy của Phật, thì đó là một trong cái nghĩ, chúng tôi nghĩ rằng cái lời dạy của Đức Phật rất là quan trọng và rất có cái hữu ích cho cái đời sống tu tập của chúng ta. Đến đây thì chúng tôi cũng đã thấy quá lố giờ rồi, chúng tôi xin được dứt lời ở đây.
Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô Phật tu nữ Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thay, kính tri ân đến Thượng tọa Pháp Tân đã trình bày, đã dẫn thêm trong cái lần của thời trưởng tôn của Phật. Cái chương trình một giờ này đã quá giờ sinh hoạt. Kính đảnh lễ chư tăng và cảm niệm công đức quý ngài đã vào trong thuyết giảng. Kính chúc quý ngài một ngày an lành, một đêm an lành. Kính cảm niệm công đức và thân chào đến toàn thể chư quý vị. Kính chúc quý vị một ngày một an lành, một đêm cũng an lành, và hẹn gặp vào chương trình vào ngày mai như giờ thường lệ. Dạ, bây giờ đây xin kính mời MC lên để kênh nhờ hoàn mãn chương trình. Dạ, mời cô Như Pháp. Nam mô Bụt Thầy ạ. Và cơ tu nữ Như Pháp. Dạ, sa thú con tu nữ Như Pháp thành kính tri ân Thượng Đạt Tây Viện, Thượng Tọa Pháp Thân đã từ bi đúc kết đại học ngày hôm nay. Dạ, con tri ân sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Sa thú lành thai. Con tu nữ Như Pháp xin thay mặt đại chúng đông đông, chúng con kính tri ân kêu tâm đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những dấu nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tuân kỷ, không làm các ác nghiệp, hương tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lúc học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin phép được giới thiệu chương trình ngày mai. Theo như đời thầy Đức Đại Tri chắc lên ngày mai thứ ba, 1 tây tháng 3 năm 2021, môn học tương ưng bầu sẽ được Thượng tọa Tại Viện giảng dạy. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin phép được xuống mít. Con thành kính tri ân quý ngài và Như Pháp kính cảm ơn đạo tràng cho Như Pháp biết được tín hiệu. Sukatang katang, ye tata sanyino ati ye jasata sanyino kapa.